quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe đã qua sử dụng chính hãng Toyota Tour Totan Sương. Hôm nay thì em sẽ tổng hợp một số xe vừa về bên em ha. Em quay sơ lược showroom bên em ha. Đây. Thì hiện tại bên em đang có dòng xe Innova G 2018 có màu xám lông chuột, xe đi được 78.000 và hiện tại bên em đang kêu giá là 715 triệu. Thì những cái giá của xe này là em sẽ báo giá niêm yết bên em nha. Còn tùy theo từng dòng xe thì tụi em sẽ có mức ưu đãi riêng cũng như là mức thương lượng giá riêng nha quý anh chị. Thì nếu được mời anh chị ghé tới showroom em ha, để xem xe trực tiếp và thương lượng giá cả luôn nha. Dạ. Kế bên là chiếc Vios E số tự động màu đỏ. Màu này là màu khá đặc biệt và cũng khá hiếm nha quý anh chị. Xe này xe lướt. Xe này là số tự động dòng E CVT nha quý anh chị. Xe này mới đi có 150 km. Tất cả các xe là bên em đã kiểm tra 176 hạng mục ha. Cam kết với quý anh chị là xe không bị đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm, không có bị thủy kích, không tua đồng hồ km và không vướng phạt nguội nha quý anh chị ơi. Chiếc Innova số sàn 2020 nha quý anh chị. Xe này là có màu đồng nha quý anh chị. Dạ. Đây. Đây là chiếc Innova. Xe này chạy được 20.194 km nha quý anh chị. Tiếp theo đây là chiếc Yaris nhập Thái ha. Xe này sản xuất 2019. Xe là xe chất xe lướt ha, mới chạy có 6.695 km thôi nha quý anh chị. Xe có biển số thành phố. Dạ, đây là phiên bản duy nhất của xe Yaris nha, phiên bản G. Xe này nhập Thái nguyên chiếc nha quý anh chị. Dạ. Xe này bên em chào bán với mức giá là 680 triệu nha quý anh chị. Dạ. Tất cả các xe bên em vẫn còn hỗ trợ thương lượng nhiều cho quý khách hàng ha. Bên cạnh đó là mình có thể vay cho tất cả các dòng xe này ở mức là 70% giá trị định giá nha quý anh chị. Tiếp đây là Innova số sàn 2020 ha. Xe cũng đúng chất xe lướt, mới chạy có 10.000 km chưa hết rồi đây nha quý anh chị. Dạ. Xe này bên em đang chào bán với mức giá là 730 triệu, vẫn còn hỗ trợ thương lượng nha quý anh chị ơi. Dạ. Xe này tụi em là test hãng hết rồi nha quý anh chị. Xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 455 triệu cho xe Vios dòng G chạy 71.000 nha quý anh chị. Xe được trang bị khá nhiều đồ. Một số xe đã qua sử dụng thì tụi em sẽ để phía sau này nữa, cái khoang phía sau này nữa ha quý anh chị ha. Đây. Đây là chiếc Innova Venturer màu đỏ. Xe sản xuất 2019, xe chạy 42.000 của quý anh chị. Bên em đang chào với mức giá là 805 triệu. Dạ, em xin nhắc lại là bên em vẫn hỗ trợ thương lượng giá cho quý khách hàng ha. Rồi, đây tiếp theo cũng là một chiếc Yaris luôn, dòng hatchback 5 cửa ha. Dạ, xe này là xe nhập Thái, xe có màu trắng. Xe sản xuất 2018. Thì xe này bên em đang chào bán là 650 triệu. Dạ. Chất xe rất là mới ha quý anh chị. Dạ, xe chủ đi rất là giữ gìn ha. Kế bên đây là hai chiếc Innova G số tự động hết ha quý anh chị ha. Chiếc màu đồng chạy 88.000. Xe bên em đang chào bán mức giá 720 triệu. Dạ. Kế bên sẽ là xe màu bạc cũng sản xuất 2018, xe cũng chạy được gần 78.000 ha. Bên em là cũng chào bán hai xe giá tương đương là 715 triệu ha quý anh chị ha. Dạ. Dạ. Đây. Chất xe thì đẹp xuất sắc như nhau ha. Còn về trang bị option trên xe mỗi xe sẽ khác nhau. Đây là dưới xưởng của tụi em. Đây là các công đoạn, là thứ nhất là kiểm tra 176 hạng mục của xe cũng như là các công đoạn làm bảo trì bảo dưỡng ha. Thì tụi em có một lối đi riêng từ xưởng này thông qua xưởng phía bên kia nữa. Đây, em quay tổng quát cho quý anh chị để quý anh chị thấy được cái xưởng của bên em. Tụi em có tổng thể là ba lối. Đây, phía bên đây sẽ là showroom
showroom trưng bày xe mới ha quý anh chị ha. Đây là khoang giao xe. Đây là khoang giao xe của tụi em. Lối vào để bảo trì bảo dưỡng ha. Lối vào để bảo trì bảo dưỡng. Lối vào showroom xe mới ha. Vào showroom xe mới ha. Bên phải là quầy dịch vụ của tụi em ha. Tiếp nhận hồ sơ làm dịch vụ. Bên trái sẽ là bảo hiểm ha quý anh chị ha. Đây, showroom xe mới của tụi em. Đây là lối đi thứ hai ha, để thông qua bên showroom xe cũ của tụi em, từ bên khoang giao xe ha, bên showroom xe mới qua khoang giao xe. Đây là lối đi tụi em hay gọi là lối đi tắt để qua bên showroom xe đã qua sử dụng của tụi em ha. Dạ, xe bên em thì đã kiểm tra đầy đủ 176 hạng mục ha quý anh chị ha. Tất cả các xe đều được kiểm tra ha. Cam kết với quý anh chị là xe không có bị đâm đụng ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm, không có vướng phạt nguội, không có bị thủy kích và không tua đồng hồ km nha quý anh chị. Dạ. Quý anh chị ơi, nếu quý anh chị quan tâm đến những chiếc xe đã qua sử dụng cũng như là đang tìm một chiếc xe đã qua sử dụng chất lượng á, thì quý anh chị ghé tới địa chỉ Toyota Sure Toyota Sương của tụi em. Ở địa chỉ là 382 quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Hoặc có thể gọi trực tiếp cho em số điện thoại là 0917181182 để em hỗ trợ quý anh chị xem xe, lái thử xe, thương lượng giá tốt, cũng như là hỗ trợ các giấy tờ pháp lý để anh chị có thể vay mua xe này nha. Cảm ơn quý anh chị đã xem clip. Nhớ nhấn like, đăng ký kênh giúp em để những chiếc xe về tụi em cập nhật thì quý anh chị có thể dễ dàng xem nha quý anh chị. Dạ, mến chúc quý anh chị một ngày làm việc hiệu quả, luôn luôn vui vẻ ạ. Dạ, cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Dạ. Rồi em xin kết thúc video clip ở đây ha quý anh chị.